Phú Yên ghi nhận thêm 46 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, riêng thành phố Tuy Hòa 41 ca. Sau phần tin Nhật Bản thì xin mời quý vị đến với chuyên mục tin Việt Nam. Thưa quý vị, trong số 46 trường hợp mới nhất ở Phú Yên dương tính với SARS-CoV-2, thành phố Tuy Hòa chiếm tới 41 ca. Sáng 1 tháng 7, Sở Y tế Phú Yên cho biết vừa ghi nhận thêm 46 ca dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể, thành phố Tuy Hòa 41 ca, huyện Sơn Hòa 1 ca, thị xã Đông Hòa 3 ca và huyện Tuy An 1 ca. Cơ quan chức năng đang tập trung truy vết, khoanh vùng, điều tra dịch tễ, xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng. Như vậy, tính từ ngày 23 tháng 6 đến nay, toàn tỉnh Phú Yên có 150 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Trong đó, bệnh nhân 14125 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh diễn biến nặng, hiện phải thở máy và lọc máu nhân tạo. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh bình tĩnh, yên tâm nhưng không chủ quan, lơ là, tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định và hướng dẫn của chính quyền.